chóng là một cuộc binh biến thuận theo lòng trời để cứu Giang Sơn. Các anh hãy cởi ngay cái gông cộng sản ngoại lai ấy để cho người dân được ngờ. Có thể tội của các anh gây ra vào ngày 30/4/1975. Đây là những người kỷ niệm 40 năm trước mới giết bao nhiêu đồng đội của tao. Tại sao mày lại bảo là không được làm này? Đây là những người không phải người Việt Nam, anh ạ, anh đừng nói. Họ có phải người Việt Nam luôn mà nói với họ. Sao cái đẹp cứ dưa cao được à? Sợ cái tay gì thế à? Hả? Tại sao nó sợ dưa cao được? Mày cứ dưa cao ra. Mày sợ thằng Hồ Cầm Đào như thế à? Mày sợ Trung Quốc của mày à? Hả? Ơ, sao đi? Mày nhớ là không có Trung Quốc thì tao vẫn sống nữa hả? Mày học ai dạy mày là mày là ngu vậy hả? Một người một đất nước. Tại sao mày sợ dưa cao đẹp 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 Ngày này 34 năm trước, Trung Quốc xâm lược, sang khắp 6 tỉnh biên giới, giết chết đồng bào, tàn phá lạc mạc, rất nhiều con em, chúng ta là hy sinh ở biên giới phía Bắc. Nhưng hôm nay tại sao lại không có bị nén luôn để tưởng nhớ? Chỉ có giống vật thì mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng bào thôi, chứ còn con người không bao giờ quay lại nỗi đau của đồng loại được. Mày ăn phải mấy cái đồng lương mà chúng mày hạ bắt danh dự thế? Mày cầm thú chỉ mới ăn thịt người. Con người không bao giờ quên được ơn tổ tiên cả. Người đã ngã xuống cho mình, tại sao bây giờ lại quay lưng à? Các linh hồn liệt sĩ về đây phải chịu chết. Những kẻ nào vô ơn, những kẻ đấy sẽ bị quả báo. À, nhưng nó có chạy sang Trung Quốc không? Rồi có mắt đấy, chúng mày không yên đâu. Chúng mày đừng tưởng. Mấy cái đồng lương mà bán giả, đánh từ. Mình hướng mặt ở trong này này.
chụp được không bác? Đấy, đây mời anh ta đứng đây chụp một cái ảnh cho ta về. Có đứng đứng phía trước được không? Đàn con nay lớn rồi, mang gương đau vào sông lòng. Chiều nay không có em, sắp hơi trên đời em bảo anh bao lần một mình nghe buốt người nam đường nội lối anh ấy nhân chống đen là một cuộc bất biến không thể làm trời cũng giang sáng các anh cởi ngay cái gốc cộng sản ngoại lai ấy để cho người dân được loan dòng máu tội của các anh gây ra vào ngày 30/4/1975 nhưng con mà và chiều này không có em ở đây có bác Hương ở đây chân quá quy định nào anh mang giấy quy định ở đây không không vào chúng tôi ở đây là các anh tối ngộp cướp vòng hoa này chúng tôi không vào anh mang quy định ra đây cho ruộng đồng xanh màu cho anh đừng mang mẹ ở đây nhá. Anh ơi, các anh là cán bộ công quyền, anh đừng văng mẹ ở đây nhá. Anh có nói mẹ cơ ông gửi cô ấy. Ông nói ông văng mẹ đã thu vào máy của tôi rồi. À, ông bảo tôi phá, cái phá gì? À, dễ chụp mũ nhỉ? Dễ chụp mũ nhỉ? Các ông chỉ quen cái thói gọi bóc gắt ngựa bỏ tay người, nó phụ mà tôi bỏ và bỏ đường vào thành hàng cây chơ trụi lá đời tự mình hiện xưa bác này cái hoa này không chấp nhận bác ơi quay được nên tôi quay này áo biển cấm quay chưa không vậy thứ hai là cái chỗ này là cái hoa bác phải đến đăng ký một lần ông ấy kiềm dạ ông bác đây là sao sao chúng nó kiềm ấy đường phố trắng tức là riêng cái vòng hoa này á số một ông ấy kia tôi là người có điện thoại không bác sang bên kia số bốn kia một đăng ký ấy để đoàn người toàn lên biển thế này ở số bốn kia gần chỗ bảo tàng Hồ Chí Minh không một ông ấy kia đấy bác đăng ký lên biển tài bò đi xa lắm đúng là một cây mà nhé bác đăng ký cả đoàn một cái để vòng hoa đây không vòng hoa bác lưu lại để cho tất cả các bạn chưa hai hoa này là tại sao nữa không đen không được thứ hai là cái chất sắt của chúng ta phải nấu chân người nấu chúng ta còn tổ chức ban tổ chức đứng lại đi bác ơi đấy bác sang bên kia bác cứ đi đi vì cái này gây ra một ngày 30/4/1975 cho Việt Nam nhưng mà kia thấy có người là không có hoa thì mình cứ vào mình thắp hương hoa thì chúng ta là qua kiểm tra sau khi số một nữa không mấy người kia thì mấy người kia vừa đấy bác bây giờ kia bác muốn ấy thì một thì bác thấy kiểm tra lên thôi vâng đấy bác cần hoa con đi xem kia hoa này không để hoa thì chúng ta cần hoa không cần cần được bác ơi không để không. Ở ngoài thôi từng đà này không phải là hoa đâu không đen này không được rồi bác ơi hoa này chú này không để hoa tôi để không kia để hoa 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 bỏ hoa đi chỉ vào người hoa đi chỉ người không vào thôi bác về sao mới đi con rồi, để bên đường con này đến bên tân đài không được dừa tân đài rồi con nghe mày quay cất mày quay lên cái này không mày quay cấm quay phim á lạ thế thế có được chụp ảnh không chứ không được chụp ở trên đấy thế là phải làm băng đỏ hả đỏ băng gì không biết con sẽ không biết á phải hướng dẫn cho bọn mình chứ em phải biết cái quy định tối thiểu chứ em hướng dẫn ra cho một kiếm lê hoa nếu mà bảo băng đen thì chúng ta bỏ băng đen nhưng mà chân này không được anh ơi hoa này người ta kiểm tra đã phải lên chứ khổ quá em rồi. Anh ngay sang bên phố kia anh làm hoa không cái này cũng bỏ đi ngoài kia bỏ kia bóc bỏ lên xe ấy bỏ cái đường là người ta không phải hey, bác ơi băng hoa này chú không được ra từ việc mày được phép loài hoa này không làm quan hệ không phải không chụp ngoài ra bác cứ tập lại vâng đúng rồi hoa đi người vào không thôi cũng như người ta vào kia là một cuộc binh biến
thuận theo lòng trời thì cứu giang sơn. Các anh hãy cởi ngay cái gốc cộng sản ngoại lai ấy để cho người dân được nhờ. Nói như thế thì tội của các anh gây ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho Việt Nam sẽ được nhẹ hơn. Chúng tôi là nhớ tới ngày 17 tháng 2 năm 79, Trung Quốc họ đánh chúng tôi và đưa 60 vạn quân đánh giết hại đồng bào tôi và tàn phá mấy tỉnh biên giới của chúng tôi. Thì chúng tôi nhớ cái ngày đó chúng tôi thương tiếc các chiến sĩ và đồng bào của chúng ta để hy sinh trong cái trận đánh đó. Thì chúng tôi có mấy người chúng tôi đến muốn dâng hương ở cái đài liệt sĩ trên cái đường Hoàng Diệu đấy, nhưng mà rồi công an họ không cho chúng tôi vào, họ cứ nói lý do này lý do khác rồi họ gọi điện thoại đi ở đâu không biết, lúc hiểu bảo vào cửa trước, lúc hiểu bảo vào cửa sau, có lúc hiểu bảo vào 4 người thì được, 5 người không được. Như lanh quanh cuối cùng ấy thì họ cấm không cho chúng tôi vào. Thì chúng tôi mấy người và tâm huyết với thương xót đồng bào hy sinh và chiến sĩ hy sinh đó, thì chúng tôi đứng ở ngoài, chúng tôi vái vái rồi chúng tôi đi về thôi. Thì chúng tôi rất tiếc là không hiểu tại lần sau mà đối với các liệt sĩ hy sinh mà đồng bào hy sinh mà người ta lại cấm chúng tôi không được viếng là thế nào. Và đáng nhẽ ra cái việc đó là nhà nước phải đứng ra mà viếng mới phải. Đằng này nhà nước từ mấy năm nay không hề đoái tưởng đến đồng bào đã hy sinh và chiến sĩ đã hy sinh trong cái việc chống đại sự xâm lược của Trung Quốc. Thì chúng tôi lấy làm lạ lắm. Mấy năm nay là đáng lẽ chính phủ phải làm cái việc đó. Thế đến bây giờ, đến cái ngày đó chúng tôi tỏ lòng thương xót các liệt sĩ và đồng bào chúng ta hy sinh. Chúng tôi đến, chúng tôi viếng một cách hòa bình. Chúng tôi không làm gì cả. Tôi không hiểu được là lại cấm chúng tôi không được vào viếng. Tôi không hiểu là lệnh cấp trên nào mà lại có cái vô cảm đến như thế. Dạ thưa ông, hay là có ai đó họ lo ngại rằng là những cái cuộc tưởng niệm như này sẽ được cho là kích động tính dân tộc chủ nghĩa, và thứ hai là có thể làm gây mếch lòng tới Trung Quốc và sợ rằng là Trung Quốc sẽ có sự trừng phạt với Việt Nam, thì ý kiến của ông thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng đó là việc của nước ta, của Việt Nam thì Việt Nam làm, việc gì phải sợ Trung Quốc không bằng lòng, hay việc gì phải theo cái ý kiến của Trung Quốc. Dạ thưa ông, tại sao chẳng hạn như bên Việt Nam vẫn có những cái cuộc kỷ niệm như là Điện Biên Phủ, trong khi vẫn có cái quan hệ ngoại giao với Pháp, hay là Điện Biên Phủ trên không, rồi hiện nay gần đây đang làm Tết Mậu Thân năm 68, trong khi vẫn có cái quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ, thì tại sao cái cuộc 17 tháng 2 năm 79 ấy, thì lại có vẻ chính quyền lại im lặng như vậy và có vẻ như là không chủ trương cho cái kỷ niệm, thưa ông? Tôi thì tôi cho là cái việc đấy là một cái việc rất không bình thường. Nhưng mà muốn hỏi tại sao thì đề nghị các vị phải hỏi các nhà cầm quyền mới được. Dạ thưa ông, là hình như là trong các cái sách vở như là các cái sách giáo khoa, các chương trình giáo dục của nhà trường như vắng bóng cái chuyện là giảng dạy về cái cuộc chiến với Trung Quốc năm 1979 này, không biết là như thế có đúng không ạ? Tôi cho là không đúng. Đáng lẽ ra thì nếu chúng ta kỷ niệm những ngày đánh với Mỹ, thắng Mỹ, hay là những ngày mà Mỹ ném bom B-52, thì cũng đồng thời phải kỷ niệm những ngày mà nước ngoài cụ thể là Trung Quốc xâm lược chúng ta. Thế mới là công bằng. Tôi không hiểu được các nhà cầm quyền của chúng tôi nghĩ thế nào. Khi mà cuộc chiến năm 1979 nó diễn ra và sau đó suốt thời gian khoảng một chục năm, hơn chục năm ấy, thì rất nhiều các cái báo đài chính thức Việt Nam ấy thường xuyên là đưa tin về cái câu chuyện của Trung Quốc xâm lược Việt Nam trong cái giai đoạn đó. Thế nhưng mà hôm nay là kỷ niệm 17 tháng 2 thì có vẻ như là phần lớn hay là một cái số đông nhiều cái tờ báo chính thức Việt Nam thì im lặng, thì ông nhận xét thế nào ạ?
Các anh có tôi cho là được hay không? Khi biết khó rằng nhận xét lắm, của các anh đó là cái chuyện rất khó hiểu. Còn với các cái báo chí mà họ dám đưa tin, làm hại chắc là họ đã bị cái cơ quan mà phụ trách về tuyên truyền, về truyền thông ấy cấm đoán họ thế nào đó, cho nên họ không dám làm. Nếu mà họ làm thì họ sẽ mất chức tổng biên tập, cho nên họ sợ, không dám làm. Nhưng mà tôi cũng tin rằng những người mà Việt Nam có lương tri gây ra vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tiến sư cha tổ bố cái ngành công an, đã sinh ra cái bọn công an khốn nạn này, chặn đường của dân, cướp quyền tự do đi lại của dân. Ha, tiến sư cha tổ bố cái đứa làm đẻ dây thằng dân phòng này, nhá, mày, tao chửi đứa tiến sư cha tổ bố đứa làm đẻ ra mày, mày đang cướp quyền công dân của chúng tao. Chúng tao ngu lên à? Thằng bố có mẹ mày mê ăn máu ăn mủ ăn rớt ăn cãi của khoa sản để nuôi chúng mày, nên chúng mày mới tùy tiện cướp quyền công dân của người dân thế này à? Tôi sư cha tổ bố chúng mày. Còn mày nữa, mày là ai? Mày là thằng an ninh mật vụ cái gì? Này thằng mặt lợn này, tiên sư cha tổ bố cái ngành công an, tiên sư cha tổ bố cái đảng cộng sản Việt Nam sinh ra lũ công an khốn nạn, cướp quyền công dân của người dân, quyền tự do, quyền tự do, quyền nhu cầu hạnh phúc của người dân. Tiên sư cha tổ bố ngành công an, tiên sư cha tổ bố cái đảng cộng sản Việt Nam thối lát, bán nước hại dân. Tiên sư tổ bố đứa nào đẻ ra chúng mày anh công an. Tiên sư cha tổ bố cái đảng cộng sản Việt Nam ăn cơm của dân mà hãm hại dân, tước quyền công dân của người dân, tước quyền tự do đi lại. Tiên sư cha tổ bố chúng mày, chúng mày dương phía vào đây để tước quyền công dân của chúng tao à? Ha, tiên sư cha tổ bố nhà mày. Người dân chúng ta đóng thuế để thuê chúng mày bảo vệ an ninh trật tự, chứ chúng ta không thuê chúng mày đến để cướp quyền công dân của chúng ta nhá, tổ bố cái ngành công an. Đi chết đi, Đảng Cộng sản Việt Nam thối nát. Đảng Cộng sản Việt Nam đi chết đi. Tiên sư bố chúng mày. Bố cái đảng cộng sản, mấy cái bọn an ninh mật vụ công an khốn nạn, tổ sư bố cái lũ chính quyền bán nước hại dân, cướp quyền công dân của chúng tao à? Chúng ta đóng thuế nuôi chúng mày mà chúng mày cướp quyền công dân của chúng tao à? Tổ sư cha ngành công an, tiên sư bố cái bọn an ninh mật vụ. Dân dân ở đây không chịu được cái cảnh cho đi, cho đi. Mày chửi đảng cộng sản là không được. Đúng rồi, cho đi, cho đi. Cho đi, cho đi. Chửi đảng cộng sản. Tôi chửi tổ sư bố cái đảng cộng sản sinh ra cái ngành công an, cướp chính quyền, cướp quyền công dân của người dân này. Tao đi bảo vệ. Ông bảo vệ cái đảng cộng sản, nhưng mà tại sao ông vào chia cho cái đứa khốn nạn này tước quyền công dân của người tôi? Ô mẹ cho mày. Tao chửi tiên sư tổ bố cái đảng cộng sản sinh ra lũ công an cướp ăn cướp quyền công dân của dân. Tổ sư bố mày, tao thách mày bắt tao đấy, tao thách mày bắt đấy. Tổ sư mẹ cái đảng cộng sản thối nát. Tao chửi tiên sư tổ bố cái đảng cộng sản sinh ra lũ công an khốn nạn cướp quyền công dân của chúng tao. Đây mọi người hãy đọc xem cẩm nang thực thi quyền làm người, đây là tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, không cho phép bọn công an kia cướp đồ của chúng ta. Đây, anh xem đây là cái cẩm nang thực thi quyền làm người. Đây em đọc đi, cẩm nang thực thi quyền làm người. Mẹ công an không được phép làm những cái điều đó. Đây em đọc để em biết tại sao công an nó dám thu cướp của chúng ta.
Tại sao công an nó dám thu cướp của chúng ta? Bởi vì này, các ông có được phép dẹp không? Ông có biết đọc cẩm nang thực thi quyền làm người? Đọc đi, đọc đi, đọc đi. Hãy đọc cẩm nang thực thi quyền làm người đi. Tại sao lại cướp của chúng ta? Hả? Tại sao lại cướp? Tại sao lại cướp? Nhìn đi, cướp đi, cướp đi, cướp đi. Đây cẩm nang thực thi quyền làm người. Đây là tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà chúng mày cướp cái gì? Hả? Hả? Quyền con chúng ta hãy biết đến cái quyền con người của mình. Đừng cướp. Tại sao lại cướp của ta? Tại sao lại cướp? Sư bố thằng này. Đây là cẩm nang thực thi quyền làm người. Đây là của nhân dân nhá. Những gì của nhân dân phải để lại cho nhân dân. Không thể cướp cẩm nang thực thi quyền làm người. Hãy trả lại quyền làm người cho nhân dân Việt Nam. Đây là cẩm nang thực thi quyền làm người. Gì phải sợ ngành công an cả. Đây là cái quyền của nam thực thi quyền làm người của chúng ta. Pháp luật nó phải sợ. Đồng bào hãy dũng cảm đứng lên. Cùng chúng tôi chống lại phá quyền, ăn cướp của dân. Chúng nó là cái gì mà chúng nó dám cướp quyền con người của chúng ta? Quyền của con người của chúng ta là khi sinh ra chúng ta đã có. Và công an họ không được phép làm cái điều này. Cẩm nang thực thi quyền làm người, cái này là quyền con người của chúng ta khi sinh ra chúng ta đã có. Cảnh sát giao thông chặn xe mẹ con tôi không hề vi phạm giao thông, chặn xe chúng tôi lại và đã đây là cẩm nang thực thi quyền con người, không có tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh. Tại sao công an lại thô sơ không cho người dân đọc? Đây là bằng chứng công an cộng sản đang áp khủng bố và trà đạp nhân quyền người dân Việt Nam. Đồng bào hãy nhìn đây, cẩm nang thực thi quyền làm người, tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đã bị bọn công an cướp đoạt. Đây là bằng chứng về sự trà đạp nhân quyền của người Việt Nam. Bằng chứng công an giết tội phạm có được. Tiên sư cha tổ bố cái ngành công an đã sinh ra cái bọn công an khốn nạn này, chặn đường của dân, cướp quyền tự do đi lại của dân. Ha, tiên sư cha tổ bố cái đứa làm đẻ dây thằng dân phòng này nhá. Mày, tao chửi đứa tiên sư cha tổ bố đứa làm đẻ ra mày. Mày đang cướp quyền công dân của chúng tao. Này, chúng tao ngu lên à? Thằng bố con mẹ mày mê ăn máu ăn mủ ăn rớt ăn cãi của khoa sản để nuôi chúng mày, nên chúng mày mới tùy tiện cướp quyền công dân của người dân thế này à? Tiên sư cha tổ bố chúng mày. Còn mày nữa, mày là ai? Mày là thằng an ninh mật vụ gì? Này, thằng mặt lợn này, tiên sư cha tổ bố cái ngành công an, tiên sư cha tổ bố cái đảng cộng sản Việt Nam sinh ra lũ công an khốn nạn, cướp quyền công dân của người dân, quyền tự do, quyền quyền nhu cầu hạnh phúc của người dân. Tiên sư cha tổ bố ngành công an, tiên sư cha tổ bố cái đảng cộng sản Việt Nam thối lát, bán nước hại dân. Tiên sư tổ bố đứa nào đẻ ra chúng mày ngành công an. Tiên sư cha tổ bố cái đảng cộng sản Việt Nam ăn cơm của dân mà hãm hại dân, tước quyền công dân của người dân, tước quyền tự do đi lại.
trên sư cha của bố chúng mày. Chúng mày dương thiết vào đây để cướp quyền công dân của chúng tao à? Hả? À, trên sư cha của bố nhà mày. Người dân chúng tao đóng thuế để thuê chúng mày bảo vệ an ninh trật tự, chứ chúng tao không thuê chúng mày đến để cướp quyền công dân của chúng tao nhá, tổ bố cái ngành công an. Đi chết đi Đảng Cộng sản Việt Nam thối nát. Đảng Cộng sản Việt Nam đi chết đi. Tiên sư bố chúng mày. Bố cái Đảng Cộng sản mấy cái bọn an ninh mật vụ công an khốn nạn, tổ sư bố cái lũ chính quyền bán nước hại dân, cướp quyền công dân của chúng tao à? Chúng ta đóng thuế nuôi chúng mày mà chúng mày cướp quyền công dân của chúng tao à? Tổ sư cha ngành công an, tiên sư bố cái bọn an ninh mật vụ. Anh em ơi xin hãy làm anh đuốc trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương, đêm thâm u đêm ngục tù non nước cháy bùng lên lửa cương quyết phá tung gông xiềng. Anh em ơi đêm chập trùng tam biên, lòng mình là trăng soi trên ngàn cây lá, hồn là sao kết tinh thành ngân hà, sáng soi sáng thêm lời thề giải phóng quê ta. Anh em ơi xin hãy làm anh đuốc đêm không cùng nấu nung lòng người ly hương, trong yên vui không quên thù non nước, giữa bình an lòng vẫn nhớ núi sông điều tàn. Anh em ơi quê hương dù xa xôi, chỉ cần một vòng tay ta sẽ rời sông núi, chỉ cần cùng niềm tin sẽ lập biển phá đôi, đốt thêm đuốc tin rộng bừng bừng khi cứu nàng xa. Bùng bùng lên hơi đuốc thiên soi đường thế giới, bùng bùng lên hơi đuốc thiên muôn đời tiếp nối, sáng trong gió mưa mịt mùng, sáng trong bão giông trùng trùng, lửa thiêng ơi bùng lên trong lòng nước tôi. Anh em ơi xin hãy làm anh đuốc trong đêm dài sáng lên chiều mong tương lai, mai làm sơn phất cao cờ phục quốc, một chiều trưng dục chim trong mê linh vàng trời. Anh em ơi khắp nơi dù phai phôi mà hàng ngàn đời sâu vẫn tươi dòng màu thắm, truyền cho nhau mau sương rồng anh hùng sẽ mang đuốc thiên về dựng ngày mới giữa non sông. Anh em ơi xin hãy làm anh đuốc đêm không cùng nấu nung lòng người ly hương, trong yên vui không quên thù non nước, giữa bình an lòng vẫn nhớ núi sông điều tàn. Anh em ơi khắp nơi dù phai phôi, chỉ cần một vòng tay ta sẽ rời sông núi, chỉ cần cùng niềm tin sẽ lập biển phá đôi, đôi tim đuốc tin rộng bừng hùng khi cứu non sông. Đời tiếp nối sáng trong gió mưa mịt mùng, sáng trong bão giông
chung chung, lửa thiêng hơi bùng lên trong lòng nước tôi. Anh em ơi, xin hãy làm anh đua trong đêm dài sáng lên chiều mong tương lai. Mai Lam Sơn phất cao cờ phục quốc, một chiều chưng dục chinh trong mê linh vàng trời. Anh em ơi, khắp nơi dù phai phôi mà hàng ngàn đời sau vẫn tươi dòng màu thơm. Truyền cho nhau máu xương dòng anh hùng sẽ mang đua tiên về.